Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bảng. Tại Hà Nam, Lê Hữu Trí, anh trai của Minh Cú Tì, chính là ông trùm thực sự. Tuy nhiên, ông trùm này lại bị đạt tưởng một đại ca khác tại Hà Nam lên kế hoạch ám sát để rồi phải bỏ mạng. Để biết đạt tưởng là ai mà dám tiêu diệt ông trùm đất Hà Nam của Minh Cú Tì, trong video này chúng tôi sẽ cho anh em biết tiểu sử đạt tưởng, kẻ lấy mạng, anh trai ông trùm Hà Nam, Minh Cú Tì. Tên thật, Nguyễn Sĩ Đạt, sinh năm 1971, ngụ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên, trước những năm 2000, anh em Đạt tưởng rất mạnh, thuộc hàng có số má ở đất Hà Nam. Anh em Đạt tham gia rất nhiều mảng làm ăn, từ làm cảng, khai khoáng lẫn cầm đồ, cho vay lãi, lĩnh vực nào cũng siêu lợi nhuận. Từ ngày thành lập thành phố Phủ Lý, làng Vendo Thanh Châu, quê của Đạt, đổi thành phường nhưng dân Phủ Lý vẫn quen gọi là làng Thanh Châu. Ngôi làng vốn dĩ bình yên, nhưng sau này đã sản sinh ra rất nhiều tay giang hồ có số má, trong đó có anh em đạt, nạn nhân trí và nhiều đại ca khác. Thời đó nạn nhân nguyễn hữu trí cũng là người làm ăn cũng khấm khá nhưng không thể so được với anh em nhà đạt. đặc biệt hơn đạt tưởng còn là anh họ của lê hữu trí và cả minh Cuti. tì. thế rồi đế chế của đạt suy tàn dần, có thể từ khi đạt bị đi tù trong một vụ chạy án. thời hoàng kim nguyễn sĩ đạt kẻ chủ mưu trong vụ bắn chết giám đốc doanh nghiệp Hà Nam, vốn có quan hệ rất rộng cả đỏ lẫn đen. Ngoài thế lực, Đạt từng móc nối chạy án nhưng bất thành và bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một lãnh đạo của ngành tòa án cũng mất chức theo Đạt. Năm 2013, trong làng Thanh Châu có người bị bắt vì liên quan đến Mai Thúy. Biết Đạt quan hệ rộng, gia đình đối tượng đã đến nhờ Đạt chạy án. Nguyễn Sĩ si Đạt OK và ra giá 200 triệu đồng. Sau đó Đạt không chạy được án nhưng không trả lại số tiền đã nhận nên gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ông Trần Đức L khi đó là phó tránh án tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý biết sự việc nhưng không tố giác đến cơ quan điều tra mà còn có hành vi dung túng che chở mách nước cho Nguyễn Sĩ Đạt tránh bị xử lý hình sự. Tháng 7 năm 2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Nam khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Đức L về hành vi che giấu tội phạm. Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm, khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Đạt. Theo những lời đồn đoán thị phi trên giang hồ, ở ngoài xã hội, Đạt thuộc diện số má nhưng khi nhập trại, Đạt bị một số phạm nhân dạy cho nhiều bài học. Ngay đầu trong vụ này, Đạt biết được rằng chính là hữu trí đã liên hệ với Tuấn Còn trong trại giam ba sao để xử mình. Vụ này Đạt bị đánh đến mức gãy ba sườn sườn bởi Bình Còn và một người nữa. Đạt càng ngấm mức hơn khi thân ngồi trong tù nhưng nghe thông tin ở ngoài anh Chí có mối quan hệ không tốt với người thân của mình. Khi ra tù, Đạt không thể hiện sự thù tức với anh Chí ra ngoài để mọi người biết cũng không bắn tin đe dọa mà chỉ chuyên tập kinh doanh. Giống như hầu hết dân anh chị, Đạt kiếm tiền bằng cách mở hiệu cầm đồ, cho vay lãi và đầu tư làm khu sinh thái cho thuê địa điểm chụp ảnh cưới, góp tiền vào các dự án khai thác mỏ. Cuộc ám sát đẫm máu Khoảng 15 giờ 15 ngày 4 tháng 7 năm 2016, anh Lê Hữu Trí sau khi vào miếu Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, Tháp Hương, đi ra đường thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, sử dụng chó lửa bắn vào người, khiến anh Trí gục ngã. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Anh Trí được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong, do vết thương quá nặng vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Công tác khám nghiệm cho thấy nạn nhân chí tử vong do mất máu cấp với năm vết thương, chứng tỏ thủ phạm ra tay đến cùng nhằm tước đi sinh mạng của nạn nhân. Tại hiện trường, công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn K54. Ngày mùng 5 tháng 7, công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án giết người, triển khai các biện pháp truy tìm hung thủ. Vụ án gây rúng động dư luận vì nạn nhân là giám đốc một doanh nghiệp làm về lĩnh vực xây dựng có máu mặt ở địa phương có mối quan hệ rộng và phức tạp không chỉ quan hệ với giới doanh nghiệp anh trí còn được biết đến như một đàn anh trong thế giới ngầm được nhiều dân anh chị khắp nơi nể trọng em trai của anh trí cũng là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới giang hồ sau khi vụ án xảy ra nhiều lời đồn đoán là do mâu thuẫn làm ăn anh trí nhiều khi có hành xử thái độ thô lỗ và làm mất mặt nhiều người khiến một số đàn em bên ngoài tỏ vẻ bằng mặt nhưng thực ra trong lòng họ rất cay cú đã ra tay sát hại đại ca. Tuy nhiên, sự thật không hẳn vậy. Doanh nghiệp Đức Trí rất ăn nên làm ra và giám đốc Lê Hữu Trí thường xuyên có những hoạt động từ thiện đối với nhiều trường hợp chính sách trên địa bàn Hà Nam. Trước tính chất đặc biệt của vụ án, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Bộ Công an, thậm chí Thủ tướng cũng rất quan tâm, yêu cầu lực lượng Công an phải điều tra làm rõ thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để tìm ra hung thủ không phải dễ. Qua nghiên cứu hiện trường, cơ quan công an nhận định thủ phạm đã có thời gian dài theo dõi để nắm rõ quy luật hoạt động của nạn nhân và chọn địa điểm vắng người để hành động. Chính vì vậy khi tiến hành điều tra, lực lượng phá án không có được nhiều thông tin quan trọng từ những người dân sống gần hiện trường. Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc hàng trăm đối tượng, cơ quan điều tra bước đầu đã dựng được chân dung nghi can số 1 gây ra vụ án sát hại anh Lê Hữu Chí. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Sĩ Đạt, Lê Thái Duy, Lê Việt Hoàng đều thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi thấy các anh công an vào nhà, Đạt tỏ thái độ hết sức bình tĩnh. Anh ta hỏi, các anh bắt em về tội gì? Trước khi điều tra viên công bố lệnh bắt, anh ta còn thản nhiên như không, bình tĩnh pha trà mời khách. Một cán bộ công an đã giải thích cho anh ta việc bắt giữ, nhưng Đạt không hề thay đổi nét mặt. Sau đó anh ta lặng lẽ chứng kiến việc khám xét của cơ quan công an. Cơ quan công an đã thu được một chiếc xe ô tô Camry và một số tăng vật có liên quan. Thu giữ tại nhà đối tượng Long một chiếc xe Way là phương tiện các đối tượng dùng để gây án. Theo tìm hiểu, Đạt tưởng là đối tượng hình sự có số má ở Hà Nam, thuộc lớp Giang Hồ Già. Đạt từng kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kiếm được rất nhiều tiền. Cách đây vài năm, Đạt dính vào một vụ án lừa đảo và bị bắt. Được ra tù khoảng hơn một năm nay, Đạt tưởng bên ngoài thì nằm im thở khẽ, nhưng trong đầu hắn vẫn ôm mộng bá chủ thế giới ngầm. Đặc biệt, nhà Đạt rất gần nhà anh Trí và là anh họ nạn nhân. Theo cơ quan điều tra, bước đầu cả ba đối tượng đã khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân với anh Trí, Đạt đã thuê đối tượng Hoàn, giết anh Trí với giá 500 triệu đồng, để thực hiện phi vụ này bọn chúng đã tổ chức theo dõi anh Lê Hữu Trí và ra tay sát hại nạn nhân khi người này vừa đi lễ và đang trên đường về. Vì chúng nắm được quy luật, vào ngày rằm vào mùng 1 hàng tháng, nạn nhân thường đi lễ ở Miếu Thổ Thần, thuộc thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu. Việc đạt thuê Hoàn ra tay hoàn toàn nằm trong kế hoạch được giàn dựng khá công phu vì Hoàn quê ở Hà Nam nhưng lại đang làm việc tại Lào Cai. Lâu lâu Hoàn mới về Hà Nam nên rất ít người biết mặt. Khi gặp nhau, Đạt và hai sát thủ lên kế hoạch, ngày 19 tháng 6 Hoàn cùng Duy mang chó lửa đến phục sẵn ở miếu, chờ anh Chí đến sẽ ra tay. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì hôm đó anh Chí lại không đến miếu. Khoảng 6 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 7, tức mùng 1 âm lịch, Hoàn đi xe máy sang nhà Long ở ngõ 63 sông cầu, phường Lương Khánh Thiện để đón Duy. Lúc này, Duy đang ở nhà Long nên đã mượn xe máy quầy của Long để làm phương tiện phạm tội. Hai tên chở nhau đến nhà Hoàn lấy khẩu K54, hai áo chống nắng và che biển kiểm soát. Hai sát thủ ngồi uống nước tại nhiều địa điểm để chờ anh Chí xuất hiện. Đến trưa, thấy nạn nhân không xuất hiện, Đạt gọi Hoàn và Duy ra quán bia. Được vài cốc, Đạt về trước. Khoảng 15 giờ, Đạt gọi điện báo anh Chí đã đến miếu thần. Duy lái xe, đưa Hoàn đến chỗ vắng để lấy áo chống nắng ra mặt, che biển số xe và lên đạn sẵn. Cả hai đi vòng lối sau và Hoàn nấp ở cổng miếu. 10 phút sau, thấy anh Chí đi bộ ra, Hoàn rời chỗ nấp bắn liên tiếp cho đến khi hết đạn vào người anh Chí từ khoảng cách 2 mét. Sau đó Hoàn gọi điện cho Đạt, thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ và bọn chúng hẹn nhau ở khu công nghiệp Châu Sơn. Trên đường đi Hoàn đã đưa chó lửa cho Đạt để Đạt tháo rời từng bộ phận. Đến khu vực Tam Trúc Kim Bảng Hà Nam, Đạt vứt chó lửa xuống hồ, còn Hoàn vứt áo chống nắng cùng sim, điện thoại ven đường. Lạnh lùng đi đám tàng nạn nhân. Sau khi báo chí đồng loạt đăng ảnh ba nghi phạm sát hại ông Lê Hữu Trí, giám đốc doanh nghiệp thành phố Phủ Lý Hà Nam, khi người này đi thắp hương ở miếu thổ thần về. Anh Tê, một người có mặt trong lễ tang nạn nhân kể. Hôm đến đưa tang anh Trí thì gặp Nguyễn Sĩ Đạt, đám tang hôm đó rất đông, anh em ở khắp nơi, về chia buồn, đưa tang. Khi xe tang đến đầu chợ, Đạt nói tự nhiên cảm thấy mệt và quay về. Những người ở đó có mặt không chút nghi ngờ vì ai cũng biết Đạt bị bệnh cao huyết áp, đi bộ lầu dưới trời nắng sẽ nhanh mệt ngay chiều hôm đó đưa tàng anh trí tôi cùng vài anh em đi nhậu thì gặp đạt và hai đứa cháu sau này nhìn ảnh trên báo tôi mới biết đó chính là lê thái duy và lê việt hôm đó đạt còn mời tôi uống và lệnh cho hai đứa cháu đó sang mời tôi vì có bạn đi cùng nên tôi không ngồi cùng đạt nhưng vẫn nhớ như in thái độ của cả ba người họ ăn uống nói chuyện hết sức tự nhiên vui vẻ chứ không thấy có bất cứ biểu hiện bất thường nào cuối cùng đạt tưởng với những tội ác của mình phải nhận mức án nặng nhất cái chết của Lê Hữu Trí đã khiến giới giang hồ Hà Nam mất đi hai con hổ là Đạt Tưởng và Lê Hữu Trí. Hiện tại, người được xem như thế lực nhất Hà Nam chính là Minh Cụ em ruột của Lê Hữu Trí. Trên đây là tiểu sử Đạt Tưởng, kẻ lấy mạng anh trai ông trùm Hà Nam, Minh Cụ Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.